lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cùng lãnh đạo công an huyện đến kiểm tra việc thiết lập và bảo vệ vùng xanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Đoàn đến kiểm tra việc thiết lập và bảo vệ vùng xanh tại ấp Nhân Lộc 1, ấp Nhân Lộc 1A, ấp Nhân Lộc 2A thuộc địa bàn thị trấn Phong Điền và vùng xanh tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu chính quyền địa phương và cán bộ ấp tổ COVID-19 cộng đồng tại các ấp có thiết lập vùng xanh tăng cường kiểm tra người ra vào địa bàn, có niêm yết nội quy, rào chắn để người dân biết. Thực hiện phương châm người dân giám sát người dân, tăng cường lực lượng kiểm tra, quản lý chặt người bên ngoài địa bàn không được vào vùng xanh, không để dịch bệnh vào các khu vực thiết lập vùng xanh. Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hiện địa bàn huyện Phong Điền có 63 trên 75 ấp tại 7 xã thị trấn đã thiết lập vùng xanh, phân công lực lượng công an, quân sự, ban ngành tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm ra đường không thực sự cần thiết theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.